Cảnh xin chào cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú bác anh chị mình á một cái cách để mình làm từ món chuối và trứng kết hợp lại với nhau. Món này rất là ngon nha. Món này á thì người lớn trẻ em đều thích ăn và hương vị rất là ngon nha. Thì chỉ cần mình cho trứng vô trong phần giò chuối đó, thì mình sẽ có một món ăn ngon ngay lập tức. Thì còn làm cách nào thì Cảnh mời cả nhà mình theo Cảnh để mình làm nha. Thì cả nhà mình chuẩn bị cho Cảnh vài trái chuối nha. Thì cả nhà mình số lượng nhiều thì mình sử dụng chuối nhiều nha. Rồi Cảnh sẽ tách phần chuối này ra nha. Trước khi sắt á thì cả nhà mình nhớ lấy cái phần sơ chỗ này ra nè. Đó, mình lột ra không hết, mình sẽ lấy cái phần sơ này ra để khi á mình là chế biến lên á, cái phần sơ này nó sẽ không có bị chát nha. Rồi bây giờ thì Cảnh sẽ sắt ra miếng ra. Rồi cái phần chuối này thì mình sẽ cho ra một cái tô nha. Rồi tiếp theo á thì cho vô đây hai quả trứng nha. Rồi mình phải tránh tiều lên. Rồi mình sẽ cho vô phần chuối nha. Rồi mình sẽ cho hết ba phần trứng này vô đây, cho nó áo qua một lớp chuối với trứng, sẽ dính vô một lớp mỏng nha. Tiếp theo á mình chuẩn bị cho Cảnh một ít mì nha. Phần trứng á thì mình sẽ áo qua một lớp như vậy là được nha cả nhà. Rồi cái phần chuối mình sẽ cho vô phần bột mì này, mình thấm đều qua lớp. Sau khi cái phần chuối của mình á, mình đã áo qua một lớp của bột mì như thế này là được nha cả nhà. Rồi bây giờ Cảnh sẽ cho lên cái chảo nha. Rồi Cảnh cho vô đây, dầu vô chảo để Cảnh chiên lên nha. Rồi sau khi dầu mình đã nóng, mình cho phần chuối vô nha. Sau khi á mình chiên nó vàng như thế này là được nha cả nhà. Đây cả nhà mình xem, mình đừng để vàng quá, vàng cho nó sẽ bị cháy chết đi. Rồi bây giờ Cảnh sẽ vớt ra nha. Rồi cái phần chuối mình đã chiên xong thì mình cho qua một bên. Tiếp theo thì cả nhà mình chuẩn bị cho Cảnh một cái tô nhỏ để mình pha nước sốt để mình sốt lên cái phần chuối chiên vừa rồi nha. Thì bây giờ Cảnh sử dụng một ít đường, cái này mình nêm theo tùy theo cái khẩu vị của mình nha. Cho vô đây một ít tương cà, rồi thêm một ít giấm trắng, giấm chua mình á, tùy theo mà mình thích ăn đồ chua nhiều hay ít thì mình để nha. Rồi mình phải thấy đều lên. Rồi bây giờ Cảnh sẽ cho lên một cái chảo thì Cảnh sẽ thắng lại cho nó kẹo lại rồi Cảnh thả phần chuối vô nha. Rồi tiếp theo á thì mình cho vô đây một ít dầu nữa nha. Rồi còn phần nước sốt thì mình cho vô luôn, dầu nóng cho lên vô.
mình mở lửa vừa thôi nha, mình mở lửa lớn quá. Sau khi phần nước sốt của mình á nó kẹo rồi thì mình sẽ cho phần chuối vô nha. Tiếp theo mình cho một ít hạt mè vô, mè trắng vô. Bây giờ Cảnh sẽ nhấp xuống nha. Đây cả nhà mình xem, rất là hấp dẫn luôn nha, thơm, rất là thơm. Cái món này á, người lớn, trẻ nhỏ đều thích nha cả nhà, rất là ngon luôn. Và nó vừa có vị chua chua ngọt ngọt, ăn rất là hợp khẩu vị của mình luôn nha. Rồi bây giờ Cảnh sẽ cho ra một cái dĩa. Đây cả nhà mình xem đó. Thì nếu mà cô chú bác anh chị nào đó mình thích ăn về món chuối thì hãy áp dụng mình làm thử cái món này đi, rất là ngon nha. Này là mấy trẻ em đồ rất là thích nha, rất là mềm mại và là cái hương vị nó rất là ngon. Mà cái mình làm nó rất là đơn giản và dễ làm nữa. Thì cô chú anh chị mình á, có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like nha và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha. Hẹn cô chú anh chị mình gặp lại clip sau nha.